Alo tất cả các anh em channel, chào mừng tất cả các anh em đến với DML ngày thứ 992 của mình. Và chỉ còn 8 ngày nữa thôi là sẽ được 1.000 ngày rồi nhé anh em. 8 ngày nữa là đảo rồng sẽ được 1.000 ngày. Gì đơ đứng rồi, claim 1.000 ngày, con số rất là đẹp. Nhưng mà mình coi rồi, như 1.000 ngày nó không cho cái gì hết trơn, nó không cho một con rồng new ra rành gì luôn, nó chỉ cho mấy cái ron không à, ron với cái vô công, cái kiếp vô công bây giờ bạc ngàn xương gió luôn, khỏi cần nữa. Bây giờ để mình coi thử cái bí kiếp vô công của mình là bao nhiêu, đâu là cái chỗ học vô công rồi. Hiện tại là bí kiếp vô công để coi. Ồ, bí kiếp vô công nằm sao ta? Kiểm tra nó nằm ở đâu quên tiêu rồi. Trước là nhớ vô chỗ này mà phải không? Vô chỗ này là sẽ coi được bí kiếp vô công mình bao nhiêu mà. Bây giờ sao nó không để gì nữa chứ? À là trên góc nè anh em. Bí kiếp vô công nó nằm tú ở trên á. Tú ở trên luôn, kế bên rim. Là hiện tại bí kíp vô công của mình có là 15.135 bí kíp vô công. 15.135 quyển bí kíp vô công. Còn bây giờ thì mình phải collect richer. Đây. Mình lai cái con rồng tháng là mình dùng con element với lại con medan. Medal đó, metan đó. Là nó không có ra nha, 4 lần rồi chứ mình không có được one hit như mấy anh em trong group gì đâu mà đăng lên one hit làm như cái gì cũng dễ ra như mấy anh em chứ. Và hồi nãy mình đã mua 100 rim với giá 45k nha, 100 rim với giá 45k, mình mua thí mẹ để dành sẵn gì đó, và để coi nó có sell tiếp không. Chứ sale đợt này nó sale chỉ có 50% thôi mà. Sale có 50%. 15 rim hiện tại bây giờ mình có là 389. Chủ yếu mấy anh em biết làm sao mình mua rim không? Mình mua rim để mình đợi cái vụ boss Celestian đó mình sử dụng. Chiến boss Celestian đó, tại vì cái boss Celestian đó là mình không có thời gian. Bây giờ mình mua rim mình để dành sẵn. Có gì là mình sử dụng rim cho mình qua màn cho nó mau. Nhưng mà chắc có thể là sẽ mua thêm nữa. Hiện tại là để coi nó còn sale. Nó còn sale là 15 giờ nữa nhé. 15 giờ nữa và đợi trong cái thời gian tới coi nó có sale mạnh tay tí nữa thì mình sẽ donate mạnh tí nữa. Ok, bây giờ thì trở lại với cái này. Quên. Cái Golden Rider này nè. Là chắc anh em nào cũng lấy được 20 vé divide chứ rồi. Mà tổng vé divide của mình hiện tại là 60 vé anh em. 60 vé à. Mà mình không có mua. Ủa mình nè, cái bữa hổm nó có cái tháp này nè, là mỗi ngày được mỗi 6 giờ là sẽ được một vé, một ngày là mình được 4 vé đó mà mình không có mua, đang sale 45.000 mà mua không phải không mua mà mua nó không có được, mua để lỗi bởi vì mình không mua rồi, bắt buộc mình mua 100 rim luôn. Ok đi. Rồi bây giờ collect gold rồi, collect food rồi, cut creature rồi luôn, còn quick win battle và fix. Bây giờ mình mua một em file. Mình mua một con rồng lửa. Mình sẽ quick nó. Mình sẽ hatching nó, hatching rồi mình cho nó ăn nha anh em. Rồi để coi còn cái gì. Ok, bây giờ mình sẽ chiến. Đây. Mình sẽ chiến tiếp tục với kiếp vô công. Thank you.
đây hoài mà cũng được 1.000 ngày chơi game gần tới 8.000 nữa. Rồi mình cũng tính mua một cái điện thoại mới đó anh em, mình tính mua một cái điện thoại nó xịn xịn một tí. Mình cũng có hỏi ý kiến của thằng bạn mình, nó làm bên mấy cái chỗ giống như Thế Giới Di Động rồi đó. Mà giả nó không phải Thế Giới Di Động mà nó làm trong tập đoàn Winro gì đó, là nó cũng bán mà nó làm, nó nằm bên khâu kỹ thuật. Hỏi nó thì nó nói là trong mấy cái dòng máy á, Samsung với lại iPhone thì hai cái dòng điện thoại hiện tại bây giờ á, thì nếu mà xài iPhone thì ok hơn, iPhone thì xài bền lâu hơn, iPhone thì nó mạnh với lại nó xài lâu dài hơn là Android. Mà cái game này của mình thì đang chơi là ở server là của Android, bởi vì là mình bữa nãy mình có đăng cái bài lên group và hỏi mình có chuyển server làm sao bận gì không, mình cũng không biết đường nữa. Mấy anh em nói là chuyển được, để coi nếu được thì mình chuyển từ đây sang cái iPhone nào, mình giữ lại cái nick này. Mà nếu mà mình chuyển như vậy là mình sẽ chơi bên của thằng iPhone luôn. Rồi là lơ mơ mấy anh em này là mình không biết gì sao nữa, đang trong cái giai đoạn cái LAN của mình nữa nè, cái LAN của mình bây giờ mình không biết nữa nè. Giờ mình đang tính thằng mệt, không biết tính làm sao nữa. Khổ thiệt. Còn nếu không được nữa thì mình cải cái máy này đi, cái máy này là gắng cố gắng dưỡng nó để chơi cái game DML này. Còn cái iPhone thì chơi mấy dòng game khác. Mình nói tóm lại là mình chỉ mới có cái bước đầu tính là mua thôi. Còn nếu mua thì mình phải mua trả góp nữa, chứ cũng không có tiền mặt mà mua liền một cái. Chủ yếu thì để làm RAM cho cái kênh nó phát triển thôi. Sale đi, ok. Rồi bây giờ thì Win Battle cũng còn đúng không? Rồi hai chặng nữa mình sẽ vào bên ok, hai chặng nữa mình sẽ vào đây đi. Mình sẽ vào đây đình chiến. Ngẫm luôn trời, hết cốt luôn 1 tỷ, hết cốt kinh khủng luôn, dưới cái con mạnh nó hết cốt tới 1 tỷ luôn chứ. Không mạnh dữ rồi, như châu chó này. Đầu tư một cái điện thoại xịn xịn để có gì làm clip, làm RAM gì, mấy cái RAM chơi mạnh mạnh cho mấy đèn xem luôn. Rồi có thể là làm về vlog này kia cũng vui, chứ cái điện thoại này của mình nó cũng hơi bèo quá, đâu đó mình mua chỉ có 3 triệu mấy thôi. Bởi vì mình rất cần sự ủng hộ của tất cả các anh em cho kênh mình nó phát triển cho mình. Thêm mấy ngày nay hình như là cũng cỡ khoảng 3 tuần nay mấy anh em biết cái vụ bà Tăng Vlog rồi đó. Ôi trời, đi đâu mình cũng nghe tới bà Tăng Vlog hết trơn. Bà Tăng Vlog chính là mẹ của Hưng Vlog. Hưng Vlog thì YouTuber cũng nổi tiếng ở Việt Nam rồi, với một lượng sub là rất là cao nha, 1 triệu sub, trên 1 triệu sub, 1 triệu mấy sub lận.
Thêm một cái nữa rồi cái mở thêm cái kênh cho mẹ của Hưng Vlog cũng như là bà Tăng Vlog đó nữa, rồi là nghe đồn là bả là cái gì đọt top 3 người tăng subscribe cao nhất thế giới luôn, trên thế giới luôn là bả lọt top 3 đó. Kinh khủng nha, bà Tăng Vlog là kinh khủng thiệt. Mới đây kênh bả nhiều hơn kênh của con bả mở mấy năm. Bây giờ ok mình chỉ còn rig thôi, mà rig giờ này chắc mình bỏ rig hết được rồi. Rig giờ này mình đang dính còn 6 tiếng hồn. Bây giờ mình sẽ ok mình sẽ vào chưa, trước khi mình vào lay cái vụ cái ram này thì mình cho cái con guardian mình 87 cái nữa, cho nó lên một liver nữa. Đợi tới boss sẽ là dành là chắc nó đã lên được 80 rồi, mình nghĩ còn ba con quỷ kia nữa thôi. Cố lên cố lên. 4 ok 87 rồi. Hiện tại đam mê của mày 5 tỷ à, 5 tỷ còn quá bèo rồi. Quá bèo như một con mèo. Ok rồi em trên mình. Có mấy anh em mới chơi cũng vô nhắn tin với mình là hỏi làm sao mà để kiếm đá tầng sau nhiều á. Là mấy anh em chiến Enchantment này nè, Enchant Arena đó nè. Đây vô Enchant Arena. Mấy anh em kiếm đá nhiều là nhờ vào cái chỗ này, cái cúp của mấy anh em trên đây nè. Mấy giờ thấy cúp không? Cái cúp trên đây tượng trưng cho cái đây, cái cúp này giống như cái cúp mà 100 trở lên, 100 cộng nữa phải không? Là nó cái màu này League 2 đó. Rồi tới 300 cộng là League 3 màu vàng. Rồi cái 600 cộng là League 4 là màu xanh. Rồi tới lít 5 là 1000 cộng rồi. 1000 cộng nữa không là nó màu xanh lam. Rồi tới lít 6, hiện tại mình tới lít 6 rồi. Nếu mà được lít 7 thì nhận được con sumo và mình cũng đã nhận được rồi. Đó, mình đã kiếm tới lít 7 nhưng mà bây giờ mình tuột lít 6 mà. Với lại mình để trong cái defense nè mấy anh em để dòng mạnh quá đây cái chỗ defense chúng ta nè. Nếu mà mấy anh em để dòng mạnh quá mình đưa vô đội hình của mình đó là mấy con còn là tám mấy không phải không? Như vậy vẫn được. Nếu mà như vậy thì cái chỗ cái cúp này nè, khi mà nó lên cao quá mấy anh em đánh với mấy đối thủ rất là mạnh. Bởi vì là mình để mình những cái defense của mình để là đây toàn là 45 không? 45 không nè. 45 có con này là 56 thôi. Đó. 45 thôi. Đó. Bởi vì là khi mà mình đánh vô phải không? Mình đánh toàn là những con yếu hơn là 72 nè. Mà vô mình quýnh nó mau rồi sử dụng một con một thôi nên vậy kiếm đá cũng được rồi. Kiếm đá là cái gương đỏ thôi mà. Đó. Đó, như vậy là đánh được cái gương đỏ không rồi đó. Gương đỏ là cũng đá lần sau rất là nhiều. Bởi vì mấy anh em cũng ngu dại mà đưa defense rất là mạnh nha. Đưa defense cao quá thì nữa mấy anh em đánh lại mấy đối thủ cũng cao luôn. Đưa vợ nó cao không à. Đánh tốn rất là nhiều mà mệt nữa, có khi mấy con mình mạnh nữa. Khi mà mấy anh em tìm toàn là con mạnh nhiều, có khi là mạnh hơn mình nữa. Mình tìm hoài tốn ghê, tốn gold rất là nhiều. Tốn rất là nhiều gold. Bởi mình để cái defense của mình yếu cái để cho mấy người khác đánh mình được, rồi mình cũng đánh là mấy đứa cái đứa yếu khác, đối thủ yếu khác. Đó cũng như 82 này mình đánh cũng được mà mình kiếm mấy con nhỏ đó, chỉ cần mình đổi một cái mình chỉ tốn một lần là có 40k gold thôi, mình sẽ kiếm được mấy em bèo bèo mình đánh rồi. Rồi nếu mà để defense cao quá là nó đưa toàn là mấy đứa liver 90 mấy rồi 100 không luôn. Rồi mấy anh em mới tìm hoài thì nó đưa càng cao thì tìm nó có lâu rồi tốn tiền rất là nhiều, tốn rất là nhiều gold. Bởi vì mấy anh em cẩn thận mà để cái chỗ defense của mình á, chỗ phòng thủ của mình để vừa thôi. Người khác đánh được mình thì mình đánh là mấy cái đối thủ nó yếu được, nó đỡ. Mình vô mình đánh mình dùng một con mà mình đánh mấy con dưới không nè, mà mình cũng nhận được mấy cái viên đỏ này viên tím. Thôi viên tím mấy ngày mới gặp. Trời viên tím này cho tào lao luôn trời. Rồi tào lao thiên đế không luôn. 295 rồi. 290 đấy. 65 đó. Oh.
3 level nữa thôi là con Raiden của mình cũng sẽ full sao. Rồi tiếp đến sẽ là con Shivon. Im rồi. Chị tìm có báo luôn. Đây chị tìm có báo đó. Good. Ôi mắn là giá vô màu xanh đi còn kiếm rim với người ta thôi. Rồi đậu phộng nguyên một dọc đen đi trời. Mày kiếp nó thiệt chứ. Cuộc đời nó bất công tờ hó. Người ta thì làm cái gì cũng vô màu xanh là quan hết. Người ta quay thì quay vô màu xanh với màu vàng liền là có rim bị bả. Còn like thì người ta like quan hết rồi chua hết gì truy hết gì đó. Còn mình like cái là một lần là nghe phải gọi là vài chục hit. Như cái đợt mà lấy được cái con này nè, đây cũng lấy được cái con beta với con alpha nè. Con alpha thì là trên một tuần hay hai tuần gì đó, còn cái con beta là tới gần cái ngày cuối luôn, gần hai con à, như là cũng như cái tháng là có 31 ngày là tới 29 ngày rồi. 29 ngày mới ra được nó, tới ngày thứ 29 mới ra được nó. Đây quỷ con beta này nè. Còn người ta thì mới gì like ra được cái con alpha là cái người ta vô like beta ra cái dài chết thì ra. Nhưng mà thôi, cuối cùng đẹp đó nhận cho mình được cặp đôi song tử Rimini rất là tuyệt vời nhé. Giờ là mình đã được 35 con ra rành rồi, đang gán kiếm con thanh sơ đang đủ 36 em nữa. Giờ mừng muốn chết luôn nhé. Le dành đây còn thiếu một con ở đây nữa là đủ 36 em chống một ô đó. Mình nhớ tên hết trơn luôn mấy này, mình mừng á, mình gán mình học thuộc lòng tên nó hết luôn. Đây nè, Skeleton nè, Reader nè, Scott Mod nè, Iron Fire nè, PC Dot nè, Deco nè, Firestar nè, Phone nè, Laser nè, Savalier nè, rồi Ice Spy nè, rồi Dark Eye nè, rồi Lily nè. Rồi con này là con Beta nè. Rồi con Alo nè. Con Murano nè. Con Kamai nè. Con Funat nè. Con Siren. Con Voltet nè. Con Voltet đúng rồi. Con Navel nè. Con Tita nè. Con Return nè. Con Siglet nè. Con Ria nè. Con Gumli nè. Con Rubian nè. Con Veran nè. Con Fiery nè. Con Garden nè. Con Rap Metal nè. Con Sumo nè. Con Aries nè, con Taurus nè, và con Alpha. Oh my god nè. Oh my god nè, nhớ hết trơn. Ráng nhớ thuộc lòng hết trơn. Rồi bây giờ thì mình vào lại game đi nè. Hôm nay giờ, ôi trời, mình còn chiếm 4 trận nữa. Còn tới 4 trận nữa. Tiếp tục mà lấy Melon mình quất tiếp. Tao. Rồi mình được 4/5 rồi đó, chuẩn bị 5/5 cái mình nhận được nữa nè. Nhận được một cái rune Pacifico tiếp nè. Rune này là cái rune Pacifico chứ nó không có được như rune tím nha. Rune tím là giống như gọi là super Pacifico vậy đó, siêu đặc biệt. Còn cái rune này chỉ là cái rune đặc biệt thôi. Thank you.
Cưa hồng cũng được, cưa này cũng im. Năm trên năm nè, đây chính là cái gương Mexico. Ok, hai chặn dứt luôn đi. Giờ này cũng 4 giờ 10 phút và 4 giờ 8 phút. Sumo của mình thôi. Good. Rồi hả? Ok, vậy là xong hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ vào lưu game hiện tại. Mình chỉ mới có 347 cái đầu rồng thôi và đứng hàng 77. Đứng hàng 77 luôn. Rồi, rồi đơ. Chìa khóa đi con. Sách cũng được. Sách hoài, sách cái sách hoài luôn. Rồi, đứng nữa. No, 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 no. Có sách chút xíu mình bỏ qua. Bỏ qua cơ hội. Trời, vậy nữa không có cho chìa khóa luôn trời. Ba chìa khóa một cái vùng miệng thì đúng rồi. No no no. Khóa đá đầu rồng ok luôn. Dùng miệng đi con. Ừ, dùng miệng thì cũng bị kẹt à. Rồi luôn. Chịu quá không có luôn. Ok được. Được, cái này cũng được. Dương miệng. No, dương miệng luôn. Rồi luôn.
dán lấy 500 đầu rồng cũng được, an ủi. 500 đầu rồng lấy thêm 50 vé nữa là ok, mở được 100 vé mở được là gai. Không để 5k điểm thì không lấy nữa 500. Đơ hoài luôn chờ. Chìa khóa dương miệng. Đầu rồng cũng có mà ra hoài. Đầu rồng không có, ra ngoài đi. Ra tàu lao luôn. Good. Rồi tào lao. Trời ơi, ba cái chìa khóa luôn. Cản đường, cản xá luôn thiệt. Khổ thiệt luôn, rồi không có luôn. Đơ toàn tập. Ba cái dương miệng, một cái đầu rồng. Nãy giờ mà chưa được 400 cái đầu nữa kìa trời. 401. Ra tàu lao hoài.
Sếp, ok. Trời ơi, 452 cái đầu rồi, cố lên. Khổ thiệt. Đây, chìa khóa đá và chìa khóa này. Rồi, đờ. Bảy mươi lăm cái đầu rồng rồi kìa, cố lên. Gần 500 rồi anh em ơi. Không có chìa khóa nào hết. Chìa khóa đầu rồng cuốn sách, ok. Trời, không có chìa khóa nào hết luôn. Chìa khóa đi con. Này được đúng rồi, chìa khóa đầu rồng. Chín mươi bốn rồi kìa. 94 rồi, 94 rồi. Sách đúng rồi, sách đâu? Đơ hả? Rồi đơ thì 98. 98 rồi anh em. Good. Rồi luôn, đầu rồng giờ này nó ra tào lao thiên đế thì chứ. Yeah. Ok. Ok. Rồi ok, tóm lại thì clip hôm nay mình chơi tới đây thôi. Sớm giờ mình cho mấy anh em để cố gắng lấy được 100 vé luôn rồi. 100 vé hay 110 vé. Ok, vậy là ngày mai. Clip ngày mai mình sẽ mở nha anh em. Clip ngày mai mình sẽ cố gắng mình sẽ mở 110 vé này thử coi. Coi nó như thế nào nha. Còn bây giờ thì bye bye, see you again.